Tôi sẽ bắt đầu cái bài này bằng một câu hỏi. Và các bạn nhớ trả lời cái câu hỏi này nha. Trả lời nhẩm trong đầu cũng được, nhưng nhớ trả lời. Vì cái câu hỏi này nó sẽ tác động rất là đáng kể tới cái sự thấu hiểu của các bạn với cái bài này. Nha, đây là câu hỏi đây. Tôi hỏi các bạn, cuộc sống của các bạn có các triệu chứng như thế này hay không? Thứ nhất, không mục đích. Các bạn có không? Nghĩa là thật lòng các bạn không biết rõ mục đích sống của mình là để làm cái gì. Thật lòng nha, có hay không? Nếu có, đánh dấu tích ha. Thứ hai, không đam mê, không biết mình thích cái gì, không biết trái tim mình hướng về cái gì. Có không? Nếu có, cho một dấu tích ha. Thứ ba, không biết đời mình sẽ đi về đâu. Đại khái là bạn cảm giác cuộc đời của mình á, nó sẽ như thế này hoài luôn á. Nó sẽ chẳng có thay đổi gì nhiều đâu. Nó vô định và tới đâu thì hay tới đó. Bạn có đánh dấu tích vào một trong ba cái điều ở trên hay không? Nếu có, thì tôi có thể kết luận đại khái như thế này. Hình như cuộc đời của bạn có dấu hiệu của sự vô định các bạn. Nếu bạn đánh vào một trong ba đó nha. Còn tôi biết có nhiều người còn nặng hơn nữa. Đánh vào cả ba luôn. Trời ơi, lúc đó cái level của sự vô định, của sự mịt mù cuộc đời của các bạn á, nó còn tăng cao một cách khủng hoảng luôn á. Thiệt. Và đây là cái phần mà tôi đồng cảm với các bạn. Nếu các bạn đánh vào ít nhất là một trong ba cái điều ở trên. Thực ra bản thân tôi cũng từng như vậy các bạn. Và tôi rất hiểu cái cảm giác về một cuộc đời mờ mịt, vô định và không nhìn thấy tương lai. Tôi nói thiệt, tôi rất hiểu tâm trạng của những người đó. Ở bên ngoài á thì cười cười vui vui vậy thôi các bạn. Nhưng ở bên trong phải gọi là rất là nhiều sự khủng hoảng. Chán chường thì thường xuyên, tiêu cực thì thường trực. Còn mệt mỏi và ì ạch là cái chuyện thường ngày ở huyện. Ha. Và tôi có thêm một cái tin xấu dành cho các bạn nữa. Chừng nào cái đường đời của bạn chưa có hết mờ mịt thì chắc chắn đời bạn sẽ không bao giờ hết được cái sự chán chường, cái sự tiêu cực và cái sự mệt mỏi thường trực. Không bao giờ hết được. Và bản thân ai cũng phải có một cái ý thức như thế này. Bạn không còn con đường nào khác đâu. Bạn có trách nhiệm phải làm cho cái con đường đời của mình trở nên thật rõ ràng. Bạn thích cái gì? Bạn muốn cái gì? Bạn hạnh phúc vì điều gì? Tất cả phải rõ ràng. Bạn không còn con đường khác đâu. Vì mờ mịt là sẽ khổ dài lắm đó. Phải thật rõ ràng cuộc đời này. Và cái bài này tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn làm cái điều đó. Rồi, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cái chương trình về chủ đề cách để chữa cái bệnh không mục đích, không đam mê và không biết đời mình sẽ đi về đâu. Hay nói cách khác, đó là cái bệnh mịt mù đường đời. Thưa quý vị và các bạn, cũng như mọi cái vấn đề trong cuộc sống này, chúng ta muốn giải quyết, muốn chữa được nó, thì chúng ta phải chẩn bệnh được nó. Nôm na là mình phải xác định được cái nguyên nhân của cái bệnh thì mình mới chữa được, đúng không? Bây giờ thí dụ, mình đau bụng vì ăn phải đồ ăn mất vệ sinh đi, đúng không? Cái nguyên nhân là ở đồ ăn mất vệ sinh đó. Nhưng mình lại không nghĩ như vậy. Mình nghĩ là mình đau bụng vì mình bị đau ruột thừa. Là xác định sai nguyên nhân đó. Đó, thế là mình tới bệnh viện. Mình kêu bác sĩ ơi, cắt giùm em cái ruột thừa. Bác sĩ cũng không thèm kiểm tra luôn. Bác sĩ cắt cái rúp rồi đứt cái ruột thừa. Cuối cùng hết cắt xong về vẫn đau bụng như bình thường. Tại vì sao các bạn biết không? Vì xác định sai cái nguyên nhân. Ông đau bụng vì ăn trúng đồ. Chứ đâu phải vì cái ruột thừa đâu. Ông cắt tầm bậy. Đó, xác định nguyên nhân nó quan trọng lắm. Xác định sai thì chữa sai. Chữa sai thì làm gì có kết quả. Đúng không? Vậy, cái bài này phải nhớ cho kỹ nha. Ở cái phần số 1 này tôi sẽ chỉ các bạn cách để mà chẩn bệnh. Tức là xác định thật là chính xác cái nguyên nhân. Cái lý do tại sao bạn sống không mục đích, không đam mê và không biết đời mình sẽ đi về đâu. Vậy thì tôi hỏi các bạn luôn đó. Tôi hỏi thử các bạn ha. Đâu là cái lý do mà chúng ta sống không mục đích, không đam mê, không biết đời mình sẽ đi về đâu. Nói chung là mịt mù. Các bạn thử suy nghĩ coi đó là gì. Cái này tôi quan sát trong cuộc sống kỹ lắm các bạn. Tôi nhìn kỹ lắm và tôi đúc rút lại được một cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân này là cái mà mầm bệnh đó. Và mình biết cái nguyên nhân này, mình sửa nó thì đời mình sẽ tốt lên nhiều lắm. Đương nhiên có nhiều nguyên nhân các bạn, nhưng tôi thấy có một nguyên nhân rất lớn. Nguyên nhân bự tổ chản luôn á. Và mình phải sửa cái nguyên nhân nguy hiểm này, nếu không thì khổ lắm. Một trong những cái lý do lớn làm cho bạn mịt mù đường đời á, đó là vì các bạn không biết điều gì tạo ra cái thành quả trong cuộc sống này. Bạn muốn thành quả, nhưng mà bạn không biết cái gì tạo ra thành quả.
thì bạn tạo kiểu gì? Thế là bạn rơi vào một cái hoàn cảnh, đó là tôi muốn nhưng tôi không làm được, tôi muốn nhưng tôi không chinh phục được, tại vì tôi biết cái đường nào để mà tới thành quả đâu, tôi chả biết, nên nó mịt mù thôi. Thế là tự nhiên cuộc đời của mình nó tối thui à, bạn không thấy con đường nào để đi tới cái bạn muốn, đúng không? Đó là lý do mịt mù đường đời đó. Và nguy hiểm hơn, thậm chí là nó còn dã man như thế này nè. Rất nhiều người không biết điều gì tạo ra thành quả cuộc sống, và họ thậm chí là không ý thức được là họ không biết cái điều đó luôn á. Tức là họ không biết là họ không biết. Ghê không? Thế là mịt mù. Và tôi biết nhiều người trong các bạn tới bây giờ vẫn tin là mình biết nguyên nhân tạo ra thành quả cuộc sống, đúng không? Bây giờ tôi hỏi bạn luôn nè. Theo các bạn, cái gì tạo ra thành công? Bạn trả lời thử coi. Và tôi nói ở cái diện rất rộng nha. Thành công kiểu gì cũng được. Thành công về sự nghiệp, về tình cảm, về sức khỏe, về tinh thần, cái gì cũng được. Cái gì tạo ra thành công? Ha, bạn thử trả lời coi, trả lời nhẩm trong đầu cũng được. Thử trả lời coi cái gì tạo ra thành công. Tưởng biết mà thực ra là không biết đâu. Nhiều người trong các bạn sẽ trả lời là chăm chỉ tạo ra thành công, đúng không? Nhưng thưa quý vị và các bạn, đây là một cái luận điểm mà nó rất dễ bị bẻ gãy vì nó hở sườn quá nhiều. Tôi không có ý phê phán gì đâu các bạn, và không có phân biệt gì đâu, nhưng mà các bạn sẽ phải đồng tình với tôi là trong cuộc sống này có rất nhiều nghề nghiệp mà người ta phải gọi là làm việc quần quật, cực khổ và vô cùng chăm chỉ, làm từ sáng cho tới khuya luôn á, nhưng thu nhập chả có bao nhiêu. Người ta vẫn nghèo, vẫn khổ, vẫn không hạnh phúc. Và tôi đã nhìn thấy những người bốc xếp phải gọi là đến còng lưng luôn á, những người quét dọn, những người bán vé số. Tôi rất là thương họ, tại vì họ rất là cực khổ nhưng thu nhập của họ lại không có đạt được cái mức độ kỳ vọng của họ. Họ vẫn thiếu trước hụt sau. Thế thì chăm chỉ làm từ sáng tới khuya đâu có đảm bảo là sẽ thành công đâu, dù là thành công theo nghĩa hạnh phúc hay là tài chính. Vậy cái câu trả lời mà ai đó trả lời là chăm chỉ tạo ra thành công, chăm chỉ quyết định thành công, thì coi bộ nó hơi sai. Chăm chỉ có thể góp một phần cho thành công nhưng không phải là thành công. À, nếu mà bạn xác định tôi chỉ cần chăm chỉ là đủ thì bạn không thành công nổi đâu. Bạn không thành công nổi đâu. Và bạn chăm chỉ được một lúc, bạn cảm thấy mình không thành công. Ủa tại sao tôi chăm chỉ mà tôi vẫn không thành công? Thế là bạn bế tắc, bạn hoang mang và bạn đưa mình vào cái sự mù mịt đó. Nên tôi mới nói, bạn không biết được cái gì tạo ra thành quả cuộc sống là bạn sẽ mù mịt ngay. Ha, à, đây là một cái ví dụ rất rõ ràng mà ai cũng cảm nhận được. Đó là một câu trả lời ha. Nhiều người sẽ có một cái câu trả lời khác. Và bạn coi thử coi bạn có cái câu trả lời giống vậy không ha. Có thể bạn sẽ bảo tiền tạo ra thành công, đúng không? Tiền tạo ra thành quả cuộc sống, đại khái mình có vốn, mình kinh doanh thì mình sẽ giàu thôi. Rất nhiều người có một cái luận điểm, tôi mà có tiền là tôi giàu lâu rồi, chẳng qua tôi không có tiền thôi. Thưa quý vị và các bạn, nếu bạn nói câu đó thì tôi dịch dày được không? Đại khái là nếu mà bạn có 500 triệu thì bạn sẽ thành công, đúng không? Bạn sẽ có khả năng tạo ra 5 tỷ, đúng không? À, coi chừng mịt mờ nha, để tôi dắt các bạn qua cái trò chơi này khá là vui. Ở hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam hiện tại, các bạn họ có tạo ra một cái công cụ gọi là công cụ tính toán lãi suất vay ha. Đây là một cái công cụ rất thú vị. Thì ở trên màn hình tôi chụp cho các bạn một cái kết quả sơ sơ của một cái khoản vay ha. Bây giờ bạn với tôi đóng cái vai này đi cho nó vui. Giả sử bạn đi vay ngân hàng 500 triệu đi ha, bạn có thể thế chấp thì lãi suất của bạn sẽ được ưu đãi hơn. Còn nếu bạn tính chấp, có nghĩa là vay không an toàn, vay mà không thế chấp tài sản, thì cái lãi nó còn cao hơn nữa. Thì thôi, ở đây chúng ta cùng đóng vai là đi vay đi ha. Coi thử coi, đừng suy nghĩ gì nhiều để tôi dắt các bạn qua, vui lắm. Ở đây trên màn hình các bạn thấy không? Cái công cụ tính toán khoản vay này, thì tôi sẽ chọn cái hình thức là trả nợ trên dư nợ ban đầu ha. Mấy cái thuật ngữ này thì thôi, tôi không có giải thích nhiều. Tại vì thời gian chương trình của mình không cho phép ha. Trả nợ trên dư nợ ban đầu, số tiền vay là 500 triệu đi ha. Thời hạn vay là 60 tháng, lãi suất cho vay là 10% một năm ha. Rồi ok, vậy thì thưa quý vị và các bạn, sau khi đáo hạn 60 tháng này, thì số tiền lãi phải trả cho 10% một năm là khoảng 250 triệu. À, cái này là tính nhanh gọn thôi nha. Còn trong thực tế có nhiều gói vay thì sẽ có những cái kiểu tính lãi suất khác nhau, ở đây cho các bạn dễ hiểu thôi. Số tiền lãi phải trả là 250 triệu trong vòng 60 tháng, tức là 5 năm. Vậy thì tổng số tiền gốc và lãi phải trả là nhiêu? Là 750 triệu. Đó, cái viễn cảnh trước mắt rồi đó. Bây giờ bạn thấy cái gì? Khi bạn nhìn vào những con số này bạn thấy cái gì? Khi mà bạn chưa làm, bạn nghĩ rằng có tiền là tôi sẽ thành công. Bạn nghĩ rằng nếu bạn có 500 triệu thì bạn sẽ có thể kiếm được 5 tỷ, đúng không? Nhưng bây giờ tôi cho bạn thấy sự thật rồi đó. Nếu giả sử bạn đi vay tiền đi, thì cái bạn thấy là một cái rủi ro mắc nợ 750 triệu. À, lúc đó mộng tưởng của bạn mới vỡ ra đó. Bây giờ bạn chỉ thấy nỗi sợ hãi thôi. Chuyện gì xảy ra nếu bạn không thành công? Bạn cầm 500 triệu trong tay, bạn không thành công. Và bạn phải trả cả nợ lẫn lãi là 750 triệu. Bạn lấy tiền đâu bạn trả? Có chừng ra đường ở đó. Cái nợ này ai gánh? Đó. Thành ra trong làm ăn tiền nó quan trọng, nhưng nó không phải là vấn đề 100% đâu.
Các bạn thấy rõ vấn đề chưa? Bây giờ bạn có cầm 500 triệu trong tay cũng chắc gì bạn thành không? Bạn thành nợ thì nhiều hơn chứ, đúng không? Tôi kéo các bạn về thực tế đó. Và tôi nói vui vậy thôi chứ tôi biết các bạn sẽ có cái tư duy là nếu tôi được ai đó cho 500 triệu để làm ăn thì tôi sẽ thành công. Cái này thì bị mộng tưởng rồi ha. Nha, nên thôi, cái đó là cái nói vui thôi. Bây giờ mình quay trở lại vấn đề. Nhiều người trong các bạn lại nghĩ sai về thành quả cuộc sống nữa. Có tiền là sẽ thành công đúng không? Đây nhìn đi, nhiều khi cầm tiền trong tay mà vẫn không biết cách kiếm ra tiền đấy. Vậy thì không có tạo ra thành công đâu nha. Tiền đầu tư cho thành công thôi. Mà đầu tư có nghĩa là có thắng và có thua. Mà xét bình diện của những người tham gia thì cái số lượng thua nhiều hơn thắng. Đúng không? Quá nhiều mộng tưởng đúng không? Rất nhiều người cũng tâm sự với tôi là gì? Cầm tiền làm ăn, sau đó thua lỗ, thậm chí mắc nợ. Và họ cảm thấy bế tắc, ủa tôi có tiền rồi xong thành công ta. Thế là lại mịt mù cuộc đời. Khổ ghê luôn á. Ha, thấy chưa? Đâu có phải ai cũng biết cái gì tạo ra thành công trong cuộc sống này đâu. Tiền là cũng là sai nốt rồi. Vậy thì tóm lại cái gì tạo ra thành công trong cuộc sống ta? Cái bí kíp có tạo ra thành công không các bạn? Nhiều người cũng tin là chắc hẳn chúng ta phải có một cái công thức, chúng ta phải có một cái bí truyền nào đó tạo ra thành công. Đúng không? Một cái mà chúng ta biết và người khác không biết. Thế thì cái trường hợp này các bạn giải thích làm sao ta? Tại sao có rất nhiều nha trường hợp cha mẹ thành công và trao lại cái cơ nghiệp cho con cái, nhưng mà con cái phá banh hết. Mặc dù là mọi bí kíp là cha mẹ ông bà già truyền hết cho con ruột của mình luôn rồi đó, nhưng vẫn không thành công. Đúng không? Khó nha. Ha, à, trời ơi là trời, tóm lại cái gì tạo ra thành công? Tới khúc hấp dẫn rồi nha. Không biết thì sẽ đi sai đường cuộc đời đó, bế tắc và mịt mù đó. Rồi, đây là cái phần bật mí cái gì tạo ra thành công. Ha, à, cái gì tạo ra thành quả cuộc đời? Thực ra có nhiều công thức lắm các bạn. Có nhiều cái trường phái quản trị, có nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo, họ nghĩ ra nhiều cái rất là hay. Nhưng trong cái bài này tôi sẽ chọn một cái định nghĩa mà theo tôi là ngắn gọn, là xúc tích, là dễ hiểu nhất. Và đặc biệt là nó bao hàm, nó đủ nghĩa nhất về cái gì tạo ra thành công. Và các bạn hiểu được cái công thức này thì các bạn sẽ vô cùng sáng suốt và rõ ràng trên cuộc đời của mình. Và các bạn biết, ví dụ như các bạn muốn thành công thì làm sao để thành công, các bạn sẽ biết được. Tôi khẳng định điều đó luôn. Và đây là cái công thức mà tôi sẽ chia sẻ đến các bạn. Thành quả sẽ bằng với phương pháp nhân cho tâm thế. Đây là cái công thức của ông Nansen Osho, một ông người Nhật nha. Thành quả bằng với phương pháp nhân với tâm thế. Và các bạn để ý kỹ nha, đây là một phép nhân nha, không phải phép cộng. Nó rất đơn giản, nó rất ngắn gọn, nhưng không phải ai cũng hiểu sâu sắc đâu. Để tôi giải thích cho các bạn hiểu. Cái công thức này ngắn như thế này thôi á, nhưng nó thay đổi cả một cái góc nhìn của các bạn về tương lai đó. Bây giờ, thí dụ bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thành công đi, đúng không? Bạn muốn kiếm vài trăm triệu mỗi tháng, đúng không? Năm nay vậy thôi ha, mơ chung cho vui. Rồi, bây giờ nè, nhà đầu tư thành công sẽ bằng cái gì? Bằng phương pháp nhân với tâm thế, đúng không? Phương pháp nhân với tâm thế. Phương pháp là gì? Là kiến thức, là kỹ năng, là chuyên môn á, đúng không? Còn tâm thế là gì? Là cái con người của các bạn đó, cái bản lĩnh, những thứ liên quan tới đức tính, liên quan tới tính cách nha, đó là tâm thế đó. Hai cái này nó nhân vào nhau các bạn, chứ nó không cộng nhau, nó nhân vào nhau. Ví dụ bây giờ bạn chưa có biết cái gì về phương pháp đi, bạn tay mơ, nhà đầu tư F0 chả biết khỉ gió gì hết. Tôi gọi phương pháp cho bạn 0 điểm đi ha. À, còn bây giờ tâm thế tôi cho bạn 10 điểm luôn đi, tại vì bạn quá sung, quá tự hào, quá vui gì đó. Thế thì hai cái này nhân vô coi ra nhiêu. 0 × 10 = 0, bởi vì tôi mới gọi là phép nhân đó. Phép nhân chứ không phải phép cộng. Kết quả dốc hết tiền bạc vô, sung, vui, tự tin, tự hào mà phương pháp không nắm, nó ra con số 0 tròn trĩnh. Phép nhân mà trắng tay, đúng không? Thấy chưa? Lao vào cuộc chơi mà mình không giỏi về phương pháp lẫn tâm thế thì chỉ có từ ngẫm tới bị thương thôi nha. Nhưng mà bây giờ ngược lại thì sao? Giả sử bạn giỏi phương pháp, bạn được 8 điểm luôn đi, bạn ăn học đại học kinh tế này nọ, bạn cho bạn 8 điểm luôn ha. Nhưng tâm thế của bạn lại lười biếng, lại tiêu cực, lại y ạch, lại nhớt thay, sức sống không có, con người lúc nào cũng lờ đờ, tâm thế thất bại, tâm thế 1 điểm. Thế thì bây giờ thành công bằng gì? 8 × 1 = 8, chả bao nhiêu cả. Thành công kiểu gì? 8/100 điểm là một cái số điểm quá kém, đúng không? Tại vì cứ cho là phương pháp maximum là 10 điểm đi, tâm thế maximum là 10 điểm đi, hàng này nhân lại bằng 100 điểm, thì đây có 8 điểm. Cho dù phương pháp giỏi cách mấy đi chăng nữa mà một cái tâm thế tệ hại thì cũng thất bại, đúng không? Vậy tới bây giờ bạn sáng suốt và bạn nhìn thấy được một cái hướng sáng sáng về cuộc đời của mình chưa ta? Bạn đã biết cách đi lên chưa? Tôi hy vọng là bạn biết rồi đó. Giỏi nghề nghiệp đơn thuần là chưa xong đâu. Giỏi về tinh thần đơn thuần, về tâm thế đơn thuần cũng chưa xong đâu. Mà phải giỏi đồng thời hai cái đó.
mình phải giỏi nghề nhưng mình quản lý bản thân của mình nó phải tốt luôn á. Lấy hai cái đó nhân lại, con số càng lớn thì càng thành công. Ha, giống như mình đang phương trình hóa cái cuộc đời mình vậy. Rất là hay luôn các bạn. Cũng giống như là các bạn xem bài này đấy. Đâu có phải ai xem cái bài của tôi cũng thay đổi được đâu. Thì cũng từ cái công thức này mà ra. Thành quả bằng phương pháp nhân tâm thế. Tôi cho bạn phương pháp cực hay, tôi cho đại là 8 điểm luôn đi. Nhưng mà tâm thế của các bạn quá thụ động. Coi rồi chả làm gì hết, để đó trôi đi. Thì tâm thế bằng 0. Nhìn kết quả đi. 8 nhân 0 bằng nhiêu? Bằng 0. Nha, yeah, đúng không? 8 nhân 0 bằng 0. Nhức nhối gì đâu luôn á. Hỏi sao có nhiều người học hoài luôn mà không bao giờ thành công được. Tâm thế anh tệ quá. Và cho dù dâng cho anh một cái bí kíp thì anh cũng thất bại. Đó là lý do nãy tôi nói tại sao có nhiều người mà cha mẹ để lại một cái cơ nghiệp sẵn luôn á mà vẫn không thành công được, thậm chí là phá banh hết. Tại vì tâm thế anh đó tệ, đúng không? Vậy thì bây giờ mình chốt lại nha. Thành quả chất lượng á sẽ bằng với phương pháp chuẩn nhân với lại tâm thế tốt nha. Đó là công thức có thể giúp các bạn đi từ điểm chưa có gì tới điểm thành công. Và mọi thành quả cuộc sống này đều hoạt động theo cái phương pháp như thế nha. Áp dụng trong mọi kiểu thành công luôn, kể cả trong tình yêu. Bây giờ tâm thế anh chân thành, nhưng mà phương pháp của anh lại cực kỳ vô duyên, thì toan, đúng không? Hay là nuôi dạy con cái cũng vậy. Tâm thế của anh yêu thương, nhưng phương pháp của anh lại cực kỳ ngột ngạt và ích kỷ, thì con cái nó cũng khó mà nghe lời lắm, đúng không? Nên hãy nhớ cái phép nhân nha. Tôi hy vọng cái công thức này, tới thời điểm hiện tại, tuy là chưa đi vào cái phần thực hành, nhưng sẽ giúp các bạn thật nhiều về cái sự rõ ràng đường đời, ít nhất là trong tư duy. Bây giờ mình sẽ vào phần 2 ha, là cái phần thực hành chữa bệnh nha. Thí dụ bạn đang coi video một cách ngon lành, rồi tự nhiên bạn bận đột xuất, bạn không thể coi hết video được. Bạn muốn lưu cái video này lại để khi nào rảnh rảnh bạn coi tiếp, thì cách làm rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn giữ ngón tay ở nút lưu ngay bên dưới video này, sau đó tích vào xem sau và bấm xong là ok. Và cái cách để khi mà chúng ta rảnh, chúng ta coi lại cái video này thì như thế nào? Rất là đơn giản thôi, các bạn bật cái app YouTube lên, sau đó các bạn chọn cái tab thư viện và kéo xuống chọn xem sau, thì cái video chúng ta lưu nó sẽ hiện ở giữa ở đây. Rồi, hello các bạn, hello hello, đây sẽ là phần 2, cái phần chữa bệnh, cái phần thực hành để làm cho cuộc sống của các bạn trở nên cực kỳ rõ ràng. Và những cái vấn đề giống như là không biết mình thích gì, không biết đời mình sẽ đi về đâu, không đam mê, không mục đích, sẽ xóa hết nha. Và tôi cam đoan với các bạn luôn, tại vì những thứ này là những cái thứ mà tôi làm hà rầm mỗi ngày. Tôi có kinh nghiệm và tôi đã làm xong hết rồi. Nên tôi đảm bảo với các bạn luôn, các bạn làm theo cái cách thực hành như thế này, đời bạn sẽ sáng trưng luôn, sáng như ban ngày luôn, hoặc là giống như ban đêm mà bật đèn vậy. Thiệt, chắc chắn một điều luôn, nên hãy xem thật kỹ, hãy làm thật kỹ theo cái phương pháp của cái bài này. Nhớ nha, phương pháp có hay cách mấy, phương pháp 10 điểm mà xem không làm, không thực hành, cái tâm thế không điểm thì cũng trắng tay trở về không mà thôi. Hãy nhớ kỹ cái chuyện đó nha. Rồi ok, bây giờ sẽ là phần thực hành. Thực hành cái gì đây? Các bạn hãy chuẩn bị một tờ giấy trắng ha, và ở cái phần trên cùng của tờ giấy đó hãy ghi 4 chữ thực đơn cuộc đời ha. Để tôi giải thích, khỏi lo. Thực đơn cuộc đời này sẽ giúp các bạn rõ ràng đường đời. Và rõ ràng thiệt nha. Rõ ràng như chưa từng có cuộc mịt mù. Thiệt. Ở bước số 1 của cái thực đơn cuộc đời này, các bạn hãy lên danh sách từ 3 cho tới 5 điều quan trọng trong cuộc đời của bạn. Nha, lên danh sách 3 tới 5 điều tùy theo lực. Nếu đời bạn đơn giản, hoặc là bạn không có quá nhiều thời gian, hoặc là bạn đang đuối quá, thì lên 3 cái thôi. Còn nếu bạn muốn làm đúng chuẩn thì khoảng 5 cái cũng được. Ha, 5 cái đi. Vậy thì tiêu chí của 3 điều quan trọng này là gì? 1 là làm thường xuyên. 2 là vô cùng quan trọng. Và 3 là vô cùng thích. Nha. Hãy nhớ nha, bạn liệt kê ra 3 tới 5 điều này á, chỉ cần nó thỏa mãn một trong 3 tiêu chí này thôi cũng được. Không nhất thiết phải thỏa mãn cả 3. Nha. Tôi nhắc lại, tiêu chí 1 là làm thường xuyên. Tiêu chí 2 là vô cùng quan trọng. Và tiêu chí số 3 là vô cùng thích. Cứ thỏa mãn một trong 3 cái điều này là liệt kê ra. Vậy thôi, ví dụ bây giờ, người thật việc thật luôn. Tôi là một nhân viên văn phòng đi, nha. Thì tôi có khoảng mấy điều sau tôi nghĩ rằng là quan trọng. Thế là tôi viết lên cái tờ giấy trắng. Ha. Thứ nhất là công việc xử lý hồ sơ giấy tờ. À, đây là cái công việc mà tôi làm thường xuyên và rất quan trọng. Tại vì tôi là nhân viên văn phòng mà. Cái này nó ảnh hưởng trực tiếp tới chén cơm của tôi nên tôi liệt kê ra. Các bạn hình dung ra không? Dễ lắm.
mình nhìn vô cuộc đời của mình cái gì đáp ứng thì mình ghi ra thôi ha. Thứ hai là trao đổi với đồng nghiệp và sếp, tại vì tôi làm nhân viên văn phòng nhưng mà nó hơi dính tới hành chính nên cái việc trao đổi với đồng nghiệp với sếp là rất thường xuyên, tôi ghi ra luôn nha. Nhưng đó chỉ mới là cái vấn đề về nghề nghiệp, còn vấn đề gia đình nữa, tại vì cái thực đơn này là thực đơn cuộc đời mà, nó toàn diện các bạn, nó toàn diện. Nên tôi liệt kê thêm một cái nữa là nuôi dạy con, à nuôi dạy con cái. Rồi ở dưới tôi liệt kê ra cái nữa là giữ hạnh phúc gia đình với chồng vợ. À, bây giờ tôi chỉ nghĩ được tới nhiêu đây thôi. Cái bản đồ này có thể cập nhật trong tương lai không sao cả. Còn bây giờ mình chỉ ưu tiên những thứ quan trọng nhất, những thứ trong khả năng của mình và mình muốn lên đỉnh của chớp ha. Thì đây có 4 cái nha. Liệt kê ra từ 3 tới 5 điều thỏa mãn 3 tiêu chí mà tôi nói. Và đương nhiên đây chỉ là cái bước số 1 thôi. Còn xuyên suốt cái phần thực hành này á, thì tôi sẽ hướng các bạn tới một cái nhiệm vụ. Đó là các bạn phải thành công hết tất cả những điểm này và tôi sẽ chỉ nha. Bạn phải thành công hết tất cả những cái điểm mà bạn liệt kê ra để cuộc đời của các bạn trở nên rõ ràng. Tại sao lại có chuyện này? Tại vì rất đơn giản thôi. Kết quả cuộc sống của các bạn càng tốt thì tầm nhìn của các bạn càng rõ, giống như tôi đã nói á. Bây giờ các bạn nghĩ thử như thế này coi đúng không? Các bạn có thấy là một người thành công chắc chắn phải nhìn thấy cái con đường trong cái lĩnh vực mà họ đang làm rõ hơn rất nhiều so với người thất bại. Bạn thành công trong lĩnh vực đó, bạn sẽ thấy mọi thứ nó rõ hơn. Bạn sẽ nhìn thấy nhiều cơ hội hơn so với những người thất bại. Chắc chắn luôn, tại vì sao? Cái ông thành công ông đi qua rồi. Còn cái ông thất bại nhiều khi đi đứng khúc đường à, đã đi hết đường đó mà thấy. Nên kết quả càng tốt thì tầm nhìn càng rõ nha. Và tôi chắc chắn với các bạn một điều luôn. 4 điều ở trên màn hình, nếu bạn là nhân viên văn phòng mà bạn làm tốt hết, cuộc đời của bạn rõ như ban ngày luôn nha. Đại đa số các thứ phải thành công rồi mới thấy hết. Ví dụ như một học sinh giỏi đi và một học sinh trung bình đi, thì đứa nào là cái đứa thấy cái con đường học rõ ràng hơn? Đứa nào thấy trời, cái đứa học sinh giỏi mà nó được học bổng nữa, phía trước nó là tương lai và nó nhìn thấy được rất nhiều cơ hội. Còn cái đứa mà học giặt dẹo, nó chả thấy cái gì hết ngoại trừ trời ơi, áp lực, ngoại trừ tôi chán học ABC đủ thứ. Thế thì đường đời ai rõ hơn nha. Và kể cả cái việc bạn thích một công việc hay không thì bạn cũng phải làm nó thành công xong rồi bạn mới kết luận được. Rất nhiều người bảo là họ không thích một công việc nào đó, nhưng no, không phải. Họ có cái sự bất mãn với công việc đó vì cái công việc đó khó, công việc đó áp lực, công việc đó thử thách, hay nói cách khác, họ không thích công việc đó vì nó quá khoai và họ chưa thành công được. Tất cả những ai chưa làm thành công một công việc mà bảo là tôi không thích nó thì tôi không tin đâu. Bạn phải chinh phục xong nó rồi, bạn đạt được, bạn trải nghiệm được cả khó cả dễ. Cuối cùng hết bạn kết luận tôi thích hay là tôi không thích công việc đó thì lúc đó mới đúng nha. Còn bạn chưa trải qua hết, bạn kết luận là sai bét hết. Và cuộc đời của các bạn lại mù mịt thì ai khổ? Bạn khổ nha. Khi mà bạn thành công, bạn thấy nhiều thứ lắm nha. Bạn thấy nhiều thứ lắm. Và thậm chí khi bạn thành công trong một lĩnh vực nào đó, bạn có cơ hội tiếp xúc với những người mà họ chỉ chơi với người thành công thôi. Rất nhiều người, nhân viên, bình thường sếp chả bao giờ ngó ngàng tới. Nhưng khi mà họ làm cực tốt công việc thì tự nhiên sếp nói chuyện với họ rất nhiều, như hai người bạn luôn. Thì đó là những cánh cửa mở ra. Giống như bây giờ bạn đang ở chân núi, bạn thấy đựng khỉ gì, bạn phải leo lên tới đỉnh núi, bạn dòm bao quát xung quanh, tầm nhìn của các bạn mới rõ. Thì cái này cũng như thế. Nên nhớ kỹ nha, tất cả những cái điều mà chúng ta kể ra đây thì các bạn phải có nhiệm vụ thành công hết thì đời của các bạn mới rõ ràng được, vì kết quả càng tốt, tầm nhìn càng rõ nha. Thế bây giờ tôi lấy một cái ví dụ khác đi về cái bước số 1 này, cái bước liệt kê á. Thì ví dụ học sinh thì sao? Học sinh thì liệt kê ra như thế nào? Cũng dễ mà, học sinh coi vậy chứ, nó dễ lắm các bạn, tại vì mấy em này cả một cuộc sống chỉ có học không à, chả làm gì cao siêu hết, nhìn vậy thôi chứ cuộc đời đơn giản. Tôi có thể liệt kê nhiệm vụ thứ nhất là học các môn học thuộc lòng, đúng không? Nhiệm vụ thứ hai là học các môn tự nhiên có công thức, đúng không? Nhiệm vụ thứ ba là gì? Học các môn khó như quỷ, mở ngoặc, có thể là môn ngoại ngữ, hoặc là môn tin học gì đó, đúng không? Rồi, nhiệm vụ thứ tư là phụ giúp cha mẹ, đó cuộc sống rất đơn giản, chỉ có học, ăn, ngủ, vậy thôi. Ha, cho dù mấy ông, mấy bà có học 12, 15 hay là 20 môn thì cuộc đời của mấy ông rất đơn giản, chỉ có học thôi. Đúng không? Nên hãy tận hưởng cái thời gian còn đi học đi, sau này muốn quay lại cũng không được đâu. Nha, ok. Đó là ví dụ thôi ha. Tôi đã lấy ví dụ về cái bảng của nhân viên văn phòng và cái bảng của học sinh. Tất cả những ngành nghề khác cũng làm y như vậy. Nha, đó là bước số 1 của cái phần chữa bệnh này. Bây giờ mình sẽ qua tới bước số 2. Ở cái bước số 2 này, cũng là trên cái tờ giấy đó, thì các bạn sẽ bắt đầu lên thực đơn về phương pháp chuẩn và tâm thế tốt cho từng việc mình cần làm. Rất quan trọng nha. Cái này phải thị phạm luôn, khỏi giải thích. Ví dụ, đối với nhân viên văn phòng đi, đúng không? Tôi đã liệt kê ra trên cái tờ giấy rồi đó, các bạn còn nhớ không? Bước số 1 đó. Thì bây giờ ví dụ, từng công việc bạn phải chỉ ra hai mũi tên và liệt kê từng cái món cho cái thực đơn. Hai cái mũi tên là gì? Mũi tên thứ nhất là
phương pháp chuẩn và mũi tên thứ hai là tâm thế tốt. Bây giờ bạn phải ngồi bạn nghĩ coi cái công việc này làm theo phương pháp nào là tốt nhất để mình lên đỉnh cao, mình thành công. Mình phải thành công dữ dội trong cái công việc này. Vì sao? Vì kết quả tốt thì tầm nhìn tốt. Mình phải làm tốt, vậy đi. Ví dụ công việc xử lý hồ sơ giấy tờ này đi. Phương pháp chuẩn là gì? Ở đây tôi có thể liệt kê là đọc nhanh không sót. À, mình nghĩ ra thôi, có thể mình vẫn chưa nắm được cái phương pháp chuẩn này, không sao cả. Mình chỉ cần liệt kê ra cái mình cần để xuất sắc cái công việc này về mặt phương pháp. Đọc nhanh không sót, mở ngoặc đi. Bây giờ chưa biết phải, mình sẽ đọc sách hoặc học YouTube về phương pháp đọc nhanh không sót, ví dụ vậy. Đóng ngoặc lại ha. Đấy, phương pháp chuẩn là xong rồi ha. Bây giờ mình qua tới tâm thế tốt. Tâm thế khi mình làm những công việc xử lý hồ sơ giấy tờ này, đó có thể là thứ nhất, tập trung, mở ngoặc, không dùng thiết bị sao nhãng, đóng ngoặc. À, và thứ hai là không lười. Đó, đó là hai cái tâm thế cực kỳ quan trọng để làm xuất sắc công việc này. Thì đó là mình liệt kê ra. Mình liệt kê cái thực đơn của phương pháp và của tâm thế để mình làm xuất sắc cái công việc này. À, mình thấy cuộc đời rõ ràng chưa? Đó. Rồi, tất cả những cái mục khác các bạn cũng làm y như vậy. Liệt kê phương pháp chuẩn và tâm thế tốt. Ví dụ bây giờ chỉ qua cái là nuôi dạy con đi. Phương pháp chuẩn là gì? Mình thậm chí có thể ghi là ôi bây giờ tôi chưa biết, tôi sẽ mua một cuốn sách bán chạy và về thử và đọc chấm. Khi nào đọc xong tôi sẽ cập nhật cái phương pháp chuẩn vào cái thực đơn cuộc đời này. Đó, như vậy cũng được. Các bạn có thể dùng viết chì để viết lên đây cũng được, để có gì bôi và cập nhật. Tại bây giờ mình chỉ đang lên cái sườn thôi, và mình vẫn đang trên cái hành trình đi kiếm phương pháp chuẩn và tâm thế chuẩn. Và khi mọi thứ chạy rồi á, trời ơi là trời, không ai chơi lại các bạn, thực sự. Và bây giờ tâm thế là gì? Tâm thế ở dưới mình có thể suy nghĩ ra là kiên nhẫn, phải. Và cái thứ hai là gì? Không áp đặt suy nghĩ của mình lên con. À, đó. Vậy là xong, tất cả những cái khác bạn tự suy nghĩ ha. Tại vì chúng ta không có thời gian để suy nghĩ hết. Nếu mà tôi có khoảng 4 tiếng đồng hồ cho các bạn thì bán cái này vô tư. Nhưng mà thời gian không có nhiều ha. Đấy, đó là cái việc mình lên cái thực đơn cho từng cái công việc mình làm. Thực đơn về phương pháp, thực đơn về tâm thế. Đấy, và thế là sau khi mình có cái sườn rồi, mình lao vào, mình học về tâm thế. Mình lao vào, mình học về phương pháp. Đúng không? Ví dụ phương pháp đọc nhanh không sót đi. Khi bạn đã có cái sườn rồi, bạn có thể lên YouTube gõ phương pháp đọc nhanh. Đó, phương pháp đọc không sót chữ. Hoặc là có thể ra nhà sách mua những cái tài liệu, những cuốn sách chỉ về phương pháp đọc. Sau khi mà học xong những video đó rồi, sau khi đọc xong những cuốn sách đó rồi, bạn thấy à, cái phương pháp A này phù hợp với tôi. Lúc này bạn cập nhật cái phương pháp A vào cái phương pháp chuẩn của cái xử lý hồ sơ giấy tờ này. Đó, và mỗi lần làm nó bạn sai phương pháp đó. Đó, đó là cái bạn hình dung ha. Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa. Đó, nha, đó là cách của bước số 2 đó. Mình lên cái thực đơn về phương pháp chuẩn và tâm thế chuẩn cho từng cái việc mình làm. Cái bước số 2 này sẽ hỗ trợ đắc lực, hỗ trợ rất rất nhiều cho cái việc thành công của các bạn trong những cái vấn đề quan trọng này. Và đừng quên, đừng xa rời với cái ý tưởng chính. Đó là bạn thành công thì bạn mới thấy rõ được trọn vẹn vấn đề. Kết quả càng tốt thì tầm nhìn càng rõ, không có nói nhiều nha. Bây giờ học sinh thì sao ta? Qua cái ví dụ về học sinh đi ha. Học các môn học thuộc lòng là gì? Phương pháp chuẩn là gì? Có thể sử dụng phương pháp phần mềm Anki, đúng không? Phần mềm Anki là cái phần mềm mà tôi đã giới thiệu trong cái bài cách học thuộc lòng không cần nỗ lực ha. Các bạn có thể xem đó. Tôi cho các bạn đầy phương pháp đó chứ, đúng không? Các bạn có thể lên YouTube các bạn search học thuộc lòng không cần nỗ lực, ra cái bài của tôi. Bài đó hình như là hơn 1 triệu view rồi, gần 2 triệu view rồi ha. Rồi, về phương pháp nữa thì mỗi ngày ôn tối thiểu 1 tiếng, ví dụ vậy ha. Ôn cái phương pháp Anki đó, đó mình lên thực đơn. Còn tâm thế của học thuộc các môn thuộc lòng thì sao? Tâm thế thứ nhất là phải học đều đặn và không bao giờ được bỏ quá 2 ngày liên tục. Có nghĩa là hôm nay tôi ôn về phương pháp Anki 1 tiếng đồng hồ, ngày mai tôi mệt quá tôi có thể nghỉ, nhưng cái ngày tiếp theo thì tôi không được nghỉ, tức là không bao giờ được nghỉ ôn quá 2 ngày liên tục đó. Thì như vậy đơn giản thôi, đúng không? Lên được cái thực đơn và mình thấy à, nếu mà tôi làm theo đúng cái phương pháp chuẩn này và cái thực đơn này thì tất cả những cái môn mà học thuộc nó không là nghĩa lý gì với tôi cả, tôi thuộc ráo hết. Tôi nói thiệt, thuộc ráo hết đó. Rồi bây giờ qua những cái môn tự nhiên có công thức thì sao? Vậy phương pháp chuẩn là gì? Mình thật lòng với mình luôn, bây giờ mình chưa biết. Và mình sẽ định là học cái môn gì thì mình sẽ lên YouTube, mình xem bí quyết của mấy ông thầy về cái việc giải bài tập cái kiến thức đó trước. Ví dụ học đạo hàm đúng không? Thì về phương pháp là gì? Lên YouTube gõ bí quyết giải đạo hàm chẳng hạn. Rất nhiều ông thầy giỏi chia sẻ bí quyết giải đạo hàm, đọc và ghi chép lại. À, đó là phương pháp đó nha. Và bước số 2, sau khi xem xong bí quyết thì bắt đầu giải bài tập. Đó, vậy thôi là giỏi. Trời ơi, rất nhiều thầy giỏi bây giờ trên YouTube, trên Facebook, thậm chí là trên TikTok dạy siêu hay luôn. Nhưng tại sao mình không biết tận dụng? Đó là phương pháp, đúng không? Rồi, tâm thế là gì? Siêng là cái thứ nhất. Thậm chí có thể mở ngoặc ra bổ sung cho cái tâm thế siêng này 7:30 tối mỗi ngày.
phải xuyên ngồi vào bàn và giải bài tập nha. 7:30 tối mỗi ngày là cái giờ chuyên được dùng để giải bài tập các môn tự nhiên có công thức, ví dụ như vậy. À, đó, đó là cách mà tôi chỉ các bạn lên thực đơn á. Tất cả những cái còn lại các bạn tự suy nghĩ ha. Có những thứ bây giờ bạn chưa biết phương pháp thì bạn có thể ghi là tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ đọc sách, tôi sẽ xem YouTube về nó và tôi bổ sung vô sau cũng được. Càng ngày cái bản đồ, cái thực đơn cuộc đời của các bạn càng nhiều món, càng đầy đủ, và các bạn không xuất sắc mới lạ, đúng không? Đấy, đó là bước số 2 ha. Bây giờ mình qua bước số 3. Hình dung ra chưa? Hình dung ra chưa? Rồi, đây là bước số 3. Bước số 3 thực ra là cái bước làm thêm để các bạn học tốt hơn thôi. Sau khi mà các bạn lên thực đơn của cái bản đồ này rồi, đúng không? Các bạn có được những cái bước cơ bản rồi đó. Hãy liên tục cập nhật nó nha. Và đặc biệt là khi mà các bạn làm một cái công việc gì đó đó, hãy cầm cái bản đồ cuộc đời này ra và xem trước khi làm, đúng không? Ví dụ quay trở lại với nhân viên văn phòng đi, nhiệm vụ số 1 là gì? Xử lý hồ sơ giấy tờ. Trước khi làm á, khoan làm, lấy cái bản đồ này ra xem trước. Để thứ nhất là cái tâm trạng của mình nó sẽ dính vô cái thực đơn trước. Mình biết là à, khi tôi làm công việc này, phương pháp tôi làm sẽ là gì? Để tôi làm tốt, để tôi làm xuất sắc, để mọi người nhìn khác biệt hoàn toàn về tôi. À, là phải đọc nhanh không sót. Ví dụ cái lúc này bạn đã học xong được cái phương pháp đọc nhanh không sót, đúng không? Ra bạn biết lúc này mình xài cái chiêu này nha. Mình xài cái chiêu đọc nhanh không sót. Đó. Tâm thế là gì? Tập trung, không dùng thiết bị sao nhãng và không lười. Nên là bây giờ có thể mình uể oải nhưng mình vẫn phải làm. Vì mình làm để mình xây cái bản lĩnh của mình. Và thứ hai, tập trung, không dùng thiết bị sao nhãng, có nghĩa là ok, điện thoại bỏ vô ba lô, máy tính bảng bỏ vô ba lô, tắt hết loa, tắt hết thông báo gì đó, tập trung làm. Đó, cái tấm bản đồ này đó, nó giúp các bạn có thể xử lý những cái mớ giấy tờ ngán ngẩm này có thể nhanh gấp 3 lần so với bình thường. Vì phương pháp đỉnh rồi. Và tâm thế đỉnh nữa thì chỉ có thành công thôi. Và các bạn cứ thành công riết như thế này, tất cả mọi người quản lý cấp cao nhìn bạn khác lắm. Họ có thể offer, họ có thể đề xuất bạn những cái vị trí mới. Họ có thể tăng lương, họ có thể cho tiền bạn để đi học về nghiệp vụ. Và họ có thể cho bạn những cơ hội để gặp những người quan trọng, những cái phòng ban khác. Trời ơi, các bạn cơ hội mở ra. Và bạn nhìn thấy rất nhiều thứ mà một kẻ bình thường, trung bình, yếu kém không bao giờ thấy được. Vì thành công nó thu hút cơ hội nha. Đại khái như vậy. Hãy nhớ nha. Và đương nhiên, mình cũng đừng nên dừng lại. Có thời gian mình cũng phải học thêm về những phương pháp mới. Mình cập nhật những phương pháp mới. Và mình trộn các phương pháp lại với nhau để mình càng lúc càng đi lên. Đó. Đôi khi mình cũng cần phải kiên nhẫn tìm ra cái phương pháp chuẩn và cái tâm thế tốt nhất. Nhưng các bạn tin tôi đi, làm theo cách này là chỉ có đi lên thôi nha. Và bạn thành công tất cả những cái này thì tôi đảm bảo cuộc đời bạn sẽ hết mờ mịt nha. Đương nhiên các bạn cần kiên nhẫn nha. Cái bài này tôi ráng hết sức để tôi dạy trong một khoảng thời gian của một tiết học ở trường thôi. Tôi nghĩ là maximum là 45 phút thôi là ngắn lắm rồi. Tại vì cái bài này á, một cái chương trình huấn luyện á, có thể là phải mất 3-4 ngày mới dạy xong đó. Nên tôi rất cố gắng để 45 phút. Các bạn nhìn các bạn tưởng dài, nhưng thực ra nó rất ngắn. Thay đổi một cuộc đời trong một bài giảng chỉ có 45 phút là không dài đâu. Và cực thì cực tụi tôi thôi, tụi tôi phải thu đi thu lại nhiều lắm. Nha, nên nhớ nha. Các bạn sẽ phải kiên nhẫn làm bước 1, kiên nhẫn làm bước 2, kiên nhẫn làm bước 3 và sống chết theo đuổi nó. Trước khi làm một công việc nào đó, lấy bản đồ ra coi. Đó, thì khoảng một tuần, một tháng bạn thuộc luôn cái bản đồ. Nó ngấm vô máu các bạn và bạn biết cuộc đời của mình nếu muốn thành công và nếu muốn rõ ràng thì mình phải sống theo cái này. Nếu mình bỏ cuộc, nếu mình lười, nếu tâm thế mình không tốt, mình không cố gắng để tìm ra cái phương pháp tốt nhất thì mình thất bại. Tận sâu trong tâm mình biết là mình sẽ thất bại nên mình cố gắng nha. Thành ra cái thực đơn này nó cũng tác động vào tâm lý của các bạn rất nhiều. Khi bạn suy nghĩ thông suốt thì hành động của các bạn cũng thông suốt. Ít nhất bạn hiểu à, thành công là phải như thế, và bạn hiểu à, thất bại là phải như thế. Bạn nắm rõ lắm thì suy nghĩ thông suốt tạo ra hành động nha. Nên bài này tôi nghĩ rằng, và tôi rất tự tin và tôi chắc chắn luôn, phương pháp tôi đưa cho các bạn là một cái phương pháp mà tôi đã làm. Và tôi không có gì phải hối tiếc về cái phương pháp này cả. Tôi cho bạn một cái phương pháp điểm cao rồi đó. Bây giờ tâm thế của bạn, bạn tính áp dụng bài này sao? Là tùy ở các bạn nha. Tâm thế bằng không thì kết quả là trắng tay. Chấm hết, không có nói nhiều nha. Ok, rồi bài kỳ này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều đã bỏ thời gian xem cái bài giảng này ha. Từ rất lâu rồi tôi không có yêu cầu các bạn like hay là share hay là subscribe gì hết. Nhưng tôi có một cái yêu cầu, đó là các bạn hãy cố hoàn thiện cuộc đời của các bạn. Nếu cuộc đời của các bạn tốt lên, nếu cuộc đời của các bạn có giá trị, các bạn có thể nuôi được, lo lắng được cho những người xung quanh, mang tới hạnh phúc cho những người xung quanh, thì đó là cái nút like mà đỉnh nhất mà tôi muốn nhận nha. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay nhau và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong tuần sau các bạn nhé.